lần như không Ông đỡ phá hả? thứ hai Có là gì nuôi đi như tâm, thứ ba là nuôi như phong, lúc cũng như nuôi thứ tư là thầy như gọi cùng tám thành, thứ năm là thầy mua câu lạc bộ ông năm thứ hai như vinh, thứ sáu là thầy mua minh tiền, thứ bảy là thầy mua đại nghĩa, tám là thầy mua tâm linh và thứ chín là thầy mua tâm kinh. Và gặp có được đạo đưa vào quốc mặt cái bộ khi cây cái gì cũng vậy và như thế đó là người của thì cũng đang thu hút những cái thì cái đó là người của chúng ta cần linh của thứ hai là mình. Nhưng mà nếu người không có tiền thì thứ hai đó là thường mua của Đình Kiều, cái thứ ba là thường mua của Đình Phong và cái thứ tư đó là thường mua của đó. Phần thứ hai của mình tiếp theo là đua của Đình Phong và trận đua của thằng đội thứ hai Di Linh đội thứ bảy qua tiên. Ờ,
Sau đó là tiền đua của Bình Triều, vâng, và tiền đua của ngày thơ Vinh cũng là được quá tiền. Thank you.
Như vậy là kết thúc vòng đấu thứ ba thì các trường thay đổi vị trí, trường đua truyền thông đang vươn lên phía đầu. Tiếp theo đó là trường đua cùng quán từ một cái phút tiếp theo là trường đua của mình kia. Như bạn biết thì ở giải sân này thì đơn vị truyền đua truyền thông đã là người tiếp đẹp nhất. Nào đó là tiền đua của Việt Thăng, thứ hai là tiền đua của Bình Phước, thứ ba là tiền đua của Bình Kiều. Và là các tiền đua đấu qua tiền Việt Thăng, thứ nào là tiền đua của Việt Thăng, thứ ba là tiền đua của Bình Phước và Bình Kiều. Cao không giờ là tham dự như ở ở Bình Kiều Mỹ thì đơn vị thì không cũng đặc biệt nhất. Ở đây
Đây là cái tục thường đua thứ 5. Cái đầu đó là cái đua của Người Phong. Cái chợ đó là cái đua của nhà Trần Vĩnh Phúc. Và thứ 3 là cái đua của Minh Tiều. Cái đua thì còn không lâu nữa là kết thúc giải chính chiều nay. Đến chiều nay các đua sẽ trên nhà 6 vòng đơn tương đương với 6 km. Nếu như có gì thay đổi thì đua của Liệu Phong sẽ giành vị trí thứ nhất trong giải tiếp chiều nay. Đi ra ngân thắng này đến mà đéo ăn được con kim nữa kìa.
xuống là tại đó bình là xá là đúng không ai phải dạ nhật luôn à đầu tiên đó là thằng lục đầu ra Thiền Phong tiếp theo là thằng lục của nhà Trần Vũ Thúc tiếp thứ ba đó là thằng lục của Bình Tiêu Bình chỗ thứ tư là thằng lục của Thiền Phong đầu tám đi thành Thank you.
vị trí thứ sáu thuộc về cánh kim. Anh Hòa có anh